Kinh Dơ Len của Yoon Na bị chỉ trích bôi nhọ văn hóa, đòi cấm sóng, cảnh hôn với Lee Joon Ho gây sốc. Kinh Dơ Len, khách sạn vương giả, tiếp tục chứng minh sức hút với khán giả nhờ kịch bản độc đáo và những nhân vật lôi cuốn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những nền văn hóa khác bên ngoài Hàn Quốc trên màn ảnh đã tạo nên những làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, trong tập 7, bộ phim giới thiệu nhân vật hoàng tử Arab giàu có Sami do nam diễn viên Ấn Độ Anupam Tripathi, người được biết đến nhiều nhất với vai Ali Dabu trong series Squid Game, thủ vai nam chính Gu Won, Lee Joon Ho nhận nhiệm vụ phải mời bằng được vị khách VIP này đến khách sạn. Dù dễ dàng hoàn thành, Gu Won không ngờ Sami lại bị vẻ đẹp Sarang Yoon Na mê hoặc và liên tục tìm cách tán tỉnh. Điều này đã khiến nam chính nóng mặt đứng ngồi không yên. Sau khi tập phim lên sóng, một số khen ngợi nhân vật hài hước thú vị, tuy nhiên nhiều khán giả đặt câu hỏi về cách ekip King The Land xây dựng nhân vật mới này. Ở cảnh Sami xuất hiện, anh ngồi trong quán bar và vây quanh là rất đông người đẹp. Việc mô tả một hoàng tử Ả Rập vừa nghiện rượu vừa mê gái khiến khán giả Ả Rập bất bình, đồng thời quyết định chọn một diễn viên Ấn Độ vào vai này càng khiến người xem bức xúc. Nhiều người đã lên tiếng yêu cầu đoàn phim phải công khai xin lỗi. Các bạn đang muốn truyền đạt điều gì qua việc xúc phạm người Ả Rập? Chúng tôi không uống rượu, không đến quán bar và không đụng chạm phụ nữ như vậy. Họ chọn một nam diễn viên Ấn Độ, cho anh ta mặc trang phục Ả Rập và hành xử như một kẻ thất học, ám ảnh với rượu và phụ nữ. Cảnh phim này thực sự thiếu tôn trọng và xúc phạm chúng tôi. King Dơ Len là bộ phim rom-com xuất sắc cho đến tập 7 này. Thực sự là chúng ta vẫn phải làm những cảnh định kiến về người Ả Rập như vậy sao? Đó là tôi chưa nói về việc họ tuyển một diễn viên Ấn Độ cho vai đó. Đừng nói về chúng tôi như vậy trên bộ phim, điều đó không hề hài hước và cực kỳ phân biệt. Các bạn nên có lời nhận lỗi vì hành động này. Đây không phải lần đầu tiên các bộ phim Hàn mô tả méo mó nền văn hóa của chúng tôi theo một cách thiếu tôn trọng như vậy. Họ thực sự thiếu đạo đức và kiến thức. Trên Instagram, nhiều người yêu cầu ekip xóa cảnh phim của Sami trong tập 7, tuy nhiên đoàn phim hiện chưa phản hồi về vấn đề này. Trước đó, một bộ phim Hàn Quốc khác là Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19 do Shin Hee-sun đóng vai chính cũng bị chỉ trích vì tình tiết bóp méo lịch sử liên quan đến Ả Rập. Ở một tập phim, ekip đưa thông tin về việc một người đàn ông Ả Rập sống tại thế kỷ 10 là người phát minh ra loại rượu tên Arak, là tiền thân của món soju ngày nay. Tuy nhiên, nhiều khán giả khẳng định việc phát minh ra rượu xuất phát từ các thí nghiệm của nhà giả kim Kazi ở Iran. Theo các tài liệu lịch sử, ông được ghi công là người phát hiện ra axit sulfuric và ethanol, trong đó ethanol là nguyên liệu chính để sản xuất các loại đồ uống như vodka, tequila hay soju sau này. Sau khi bộ phim lên sóng, các khán giả Iran đã vào trang Instagram của Netflix để yêu cầu hãng phim giải thích về xây dựng hình ảnh nhân vật là một người đàn ông Ả Rập. Tuy nhiên, các nhà sản xuất của Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19 hiện chưa phản hồi thông tin này. Ở diễn biến khác, trong tập 8 của phim lên sóng tối mùng 9 tháng 7 vừa qua, có cảnh hôn dài hơn 2 phút của Lee Joon Ho và Yoon Na. Cảnh phim này đang giữ thứ hạng cao trong hot search tại các nền tảng mạng xã hội, giúp nhiệt độ của phim tăng đáng kể. Theo Nielsen Korea, tập 8 của phim đạt tỷ suất người xem toàn quốc là 12,3%, lập kỷ lục cá nhân cho dự án. Được biết, thành tích này cũng giúp King Dơ Len vươn lên hạng 7 trong bảng xếp hạng phim truyền hình có rating cao nhất lịch sử đài JTBC, xếp sau The World of the Married, Reborn Brick, Sky Castle, Itaewon Class, Agency, Dr. Cha. Hiện bộ phim đã đi được một nửa chặng đường với nội dung ngày một hấp dẫn. Truyền thông quốc tế dự đoán rating phim sẽ còn tăng đáng kể trong những tập tiếp theo. Trên các diễn đàn mạng, khán giả đưa ra những bình luận về những tập gần đây của King Dơ Len, trong đó cảnh hôn ở tập 8 của cặp đôi nam nữ chính được nhiều người nhắc đến như một nguyên nhân khiến rating phim tăng mạnh. Đặc biệt, Lee Joon Ho và Yoon Na cũng được khen hết lời vì diễn xuất tự nhiên, bùng nổ phản ứng hóa học. Bên cạnh đó, sự thông minh trong việc xây dựng kịch bản đã giúp King Dơ Len níu chân khán giả. Phim được công nhận là một dự án chữa lành tâm hồn người xem sau Dr. Cha. Giữa lúc các bộ phim kinh dị, nặng drama thi nhau ra mắt, khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào cái kết đẹp dành cho tất cả các nhân vật ở cuối phim.